hôm nay không vẽ tranh kinh gì nữa mà mình sẽ vẽ Mary ở trong Omori. Ok, let's go. Thì đầu tiên trước khi vẽ mình sẽ phải chuẩn bị giấy, bút. Và vì đây là một bức tranh không hề kinh dị nên mình sẽ không cần phải sử dụng đèn thanh giá. Ok, thì đầu tiên mình sẽ phác thảo sơ qua Mary trên giấy. Tiếp theo đó sử dụng bút đen để lên lại nét cho Mary. Và cuối cùng mình sẽ tẩy đi nét phác thảo và lên màu cho Mary. Và vậy là mình đã xong rồi, Mary trong Omori.